cứ đào hố rộng ra nhá. Mấy nữa mình tưới nước thì nó mới. Không biết ở ấy. Đây độ tầm sau 2 năm nữa thì ở đây lại sẽ có một vườn quả rồi. Thế lúc đấy thì mình có thể vừa mang đi bán được, vừa đem ăn được. Chất lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu sự xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Lời đầu tiên thì cho Chất Lực xin gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác mạnh thường quân và khán giả đang theo dõi trên kênh Bán Em. Một ngày mới thật vui vẻ. Hôm nay thì Chất Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác. Hôm nay Chất Lực có nghe được một tin là ngày mai bác Chiêm ở bên bác Hà sẽ đem giống cây cho em Sử, cho ba ông cháu của bác để mà trồng xung quanh nhà này các bác ạ. À, thì hôm nay cháu Lực lên, cháu Lực sẽ xem là chỗ nào có cây cối thì mấy anh em sẽ phát đi xong rồi sẽ đào cái hố để ngày mai bác khi mà bác Chiêm bác ấy đưa cây vào thì mình chỉ cần tiến hành vào là trồng luôn. Anh như nhà của Sử thì ở dưới là có phân trâu khô không? Không có đâu. Không có à? Vâng. Không có một tí nào à? Có một tí ông bảo là để cho trồng ngô. Để cho trồng ngô à? Vâng. Thế nhưng mà có độ tầm lấy được một bao không? Ông bảo không lấy được. Lấy một bao để mà mình trồng cây chứ? Ông không cho thì không dám lấy được. Ông không cho em lấy à? Vâng. Thế thì một tí nữa để anh đi xuống ấy bảo ông. Vâng. Đấy. Ở đây thì chắc là do là ông là không chưa biết là trồng cây là dùng đến phân của bác cho nên là ông không có cho. Chắc là cũng tại vì là em Hải cũng em Sử cũng không nói với ông rõ ràng được. Đấy. Hôm nay thì ông có ở nhà không? Có. Có à? Vâng. Thế em Hải đi đâu rồi? Hải đi chăn trâu. Hải là đi chăn trâu à? Vâng. Mà Hải đi chăn trâu từ sớm rồi chứ? Vâng. Thế em vừa làm gì ở dưới nhà mới nhà cũ xong? Đang cắm lợn. Đang cắm lợn à? Vâng. Thế thì bây giờ anh em mình lấy dao đi phát ra những cái cây mà nó có một chút nhá. Vâng. Đấy. Hay những cây này mình phát đi xong là ngày mai mà bác Chiêm lấy giống cây ra thì mình chỉ có việc là trồng thôi. Ồ đấy, mấy đứa này đã đi lấy được củi để về rồi. Mày tranh thủ đang là trời nắng thì đi hai chị em mà đi lấy củi luôn. Con của nhà chú. À đây này Sứ ơi. Chỗ đấy thì chắc là không có trồng đến đâu mà, trồng trong chỗ này thôi này. Trồng xung quanh nhà ấy thôi. Bên kia là vào tản ly rồi. Đấy, phát mấy cây ra đi. Xong là tí mình xem là chỗ nào mà. Đấy. Tí nó xem là chỗ nào mà cần đào thì mình đào luôn. Đây thì bác không có dặn anh rồi rằng cách xa 5m thì mình nên đào một hố. Bây giờ thì mấy anh em sẽ phát trước và dọn dẹp lại các bác. Ngày mai bác Chiêm bác ấy đến nơi thì chỉ cần việc trồng thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Bác Chiêm thì trước cũng xuống nhà của em Quân và lấy cái giống cây ra để mà trồng xung quanh nhà Quân rồi. Đấy, bây giờ thì nhà Sử thì cũng đã hoàn thiện cho nên là bác cũng giúp đỡ em Sử là trồng thêm vài cái cây để mà ở xung quanh nhà này. Xung quanh nhà mới một phần là sau này có cây để mà ăn quả và một phần thì cũng giúp cho đất nó chắc hơn. Hải thì hôm nay không đi học à? Không đi đâu. À. Đấy, mày chỗ đấy chắc là mình tí mình phải phát đi. Xong là nếu mà tí mình đào thì mình sẽ đào cách xa xa nhau. Đấy, tầm mà như cái rìa đằng sau nhà này các bác này thì sẽ trồng một hàng cây ra bên kia.
Mấy cây sao mộc này hiện tại đang còn bé các bác, cho nên là cũng không có ảnh hưởng gì cả. Cho nó lớn để mà cho nó lớn rồi, cho nó có thêm một cây non rồi. Giờ thì mình mới chặt cây nó đi được. Tại vì chỗ này cây này thì cũng không có để cho nó lớn hẳn lên được, sợ rằng nó sẽ đổ và đi xuống nhà. Vậy nhà của em thì tất cả cửa thì cũng đã được lắp xong hết rồi cô bác nhé. Đằng sau này thì hiện tại là có hai cánh cửa sổ. Đây, mấy cái cây này thì em dọn kéo kéo ra bên kia đi. Vậy mình ném mấy cái cây này đi ra hết đi. Ngày mai bác Chiêm đem cây ra thì mình chỉ có việc là trồng luôn thôi. Cái chỗ đất của nhà em này đến tận đâu chỗ này ấy? Đến tận đường này đúng không? Cái chỗ này thì mình có thể trồng được thêm vài cây ở đây này. Đấy, phát xong nhìn có vẻ là khá là rộng rãi đấy cô bác ạ. Mấy cái cây đấy bỏ ra bên này đi. À sự. Mấy cây đấy em bỏ ra bên này đi. Đây. Đây anh một đầu. Đây. Ở đây thì còn ván gỗ nữa các bác này. Ván gỗ đây thì xem là mấy nữa mình tận dụng lại được làm cái gì thì mình sẽ dùng những cái ván gỗ này mình tận dụng để làm. Ví dụ như chuồng gà chẳng hạn. Em phát cái cây gai gai kia kìa. Sửa. Là đất của nhà em là đến tận đây đúng không? Chỗ này đúng không? Đấy, từ cái chỗ mà nhà độ tầm đổ ra đây 2 mét của bác này. Ra đến đây, lên đây là trước là dùng để đổ thì mới có được ấy. Mấy cái cá này lấy vứt xuống dưới để làm củi đi sư ạ. Cái đồi mang nứa ở bên kia thì không có phải là của nhà ba ông cháu của bác ạ, là của nhà hàng xóm. Để ra bên kia đấy, để nó khô rồi thì làm củi đi. Cái hàng này thì có thể trồng là độ tầm được 2 cây cô bác. Đấy, mình xem chỗ nào cần phát thì mình phát đi, xong rồi mình đi lấy cuốc về sửa. Nha, mình đi lấy cuốc về để mình đào hố. Đào hố xong là mai bác Chiêm bác ấy lấy cây ra thì mình chỉ cần việc là trồng luôn thôi. Ở đây có mấy cây rong này chết hết rồi. Chỗ này thì chắc là một tí được mình đào hố ở đây một cây này. Ở dưới kia một cây và đây một cây nữa. Vậy chỗ này thì cũng có khá là nhiều cây cô bác, cho nên là tôi cũng không biết là có liệu có trồng lên được không. Nhưng mà chắc là trồng ở dưới kia một cây nữa, đào ở chỗ này bên thêm một cây nữa. Phát phát cái... Trên này có trồng. Trên này cũng của nhà em à? Thế mà của nhà em thì cái này thì hiện tại là nó đang có cái này thì mình không cần phải đâu. Đấy, nếu mà ngày mai bác Chiêm ra thì xem là nếu mà trồng thì mình sẽ đào sau. Đấy, trên này là phải của em đúng không? Từ đây đúng không? Thế tí trồng một đồng một cây đây. Em phát cái cỏ gai gai kia ra đi. Còn là cái rong thì kệ nó nhở. Cái rong thì đừng có phát ra. Phát ra thì nó phí. Đấy, cái cây cỏ gai kìa. Cái gai gai kìa. Em phát phát cái cây này để mình đi thì mình đi đào thì nó không phải là trồng vào mình nhé. Cái cành của nó ấy.
bà con ở trên vùng cao thì Tuấn Lực nhìn thấy là hay trồng cái cây sao mộc này rất là nhiều các bác. Cái cây sao mộc này thì rất là thích hợp cho để mà làm nhà. Đây thì sau này nó khô đi thì mình có thể là đốt được. Đấy. Mình sẽ đốt luôn. Đất của nhà sửa đến cái tả ly này xuống đúng không? Đấy. Dưới cái tả ly xuống hết. À đây đây cũng phải đúng không? Ở đây cũng phải thì em phát luôn đi. Phát luôn đi để chỗ này thì mình trồng thêm. Xem là xung quanh nhà này chỗ nào mà trồng được ấy thì mình sẽ trồng hết. Không biết là hôm nay phát thì ngày mai sẽ khô không, nếu mà ngày mai chiều nay mà khô thì sẽ đốt luôn, còn là không khô thì chắc là để gom vào một chỗ xong là đốt sau của bác ạ. Ây. Cây này đâm thì đau lắm ấy, cây này nhờ. Cây này nó có cái quả như kiểu quả cả ấy các bác, nhưng mà không có phải, có rất là nhiều gai này, cây này đâm vào rất là đau. Cây này này không nhầm lẫn là chắc chắn là sẽ có người nghĩ là rằng là quả cả ấy. Ở đây thì có rất là nhiều quả này. Quả nó thì chuyển sang chín nhưng màu vàng vàng. Ở đây thì khi mà nó chín rồi nó rụng xuống thì nó lại có hạt. Hạt nó lại nảy mầm ra thêm một cây mới, cho nên là nó không có bao giờ mà nó bị cạn kiệt được cô bác ạ. Chỗ này xong rồi đúng không? Bây giờ mấy cái tấm ván gỗ kia, mình xếp gọn ra cái chỗ cột đèn kia nhá. Đây mình vứt gọn ra kia. Thế thì em phát nước chỗ này đi. Chỗ này thì có thể là trồng được thêm á. Bây giờ thì nếu mà mai bác Kiên ra, bác ấy bảo không có trồng được thì mình cũng phát để cho nó gọn gàng chỗ này lại. Rồi, cây đấy thì phát xong là vứt ra kia, không là tí chú đi qua là chú giấm chúng. Rồi mấy cái tấm ván gỗ thì em xếp gọn ra chỗ để nào, em ở đầu dưới, anh ở đầu trên. Em xếp gọn ra, mình xếp gọn ra để chỗ có đèn đấy. Đây. Đấy, đây. Thêm vào những cái tấm ván gỗ đây này. Rõ ra mày nữa mình có thể là những cái ván nào mà không được mình tận dụng lại mình làm củi được luôn. Thì cứ vứt ra chỗ này mình xử.
Đấy, chỗ đấy thì tí chỗ kia rồi, chỗ kia tí chắc chắn là mình phải dọn rồi. Đấy, nhưng mà theo mà tí nữa mình đào chỗ nào rồi mình dọn sau. Hôm nọ thì cháu được chặt cái cây này cô bác này. Có một số cô bác nói rằng là cây này tại sao mà lại chặt đi cô bác. Cái sao mọc thì nó rất là cao cô bác. Nó cao quá thành ra là nó có cái cành này, nó cành nó trên cao thì cháu được sợ rằng là mai sau có báo xuống, nó đổ xuống rơi xuống cái phần mái hiên nhà, cho nên là cháu được sẽ chặt đi. Và cháu được sẽ trồng ở đây thêm một hàng cây ăn quả cô bác nhá. Trồng ở đây thêm một hàng cây ăn quả này. Ngày mai bác chiêm ra thì bảo bác chiêm là xem có trồng được không. Nếu mà trồng được thì cháu được sẽ trồng ở đây thêm một hàng ăn quả nữa. Cái cây ăn quả thì hiện tại nó còn cũng còn bé thôi, cho nên là mình có thể là mình sẽ trồng được cô bác. Sau này nó mà lớn lên thì nó một phần là nó sẽ giúp cho chắc cái phần đất của nó đi. Không biết là chỗ này liệu có trồng được không thì cứ phát hết. Cái cây này cây gì đấy mình chặt đi được không? Chặt được à? À, thế là để lại cái cây sau mọc kia nhỉ? Để bao cháu thì ở nhà thì mỗi người làm một công việc cô bác. Em Hải thì em ấy hôm nay không có đi học, em ấy đi chăn trâu rồi. Hình như là chăn trâu ở tít dưới kia đấy cô bác. Lúc em nhìn thấy là dưới kia có hai con trâu, ba con trâu. À, hai con, em Hải thì đang ở giữa. Hải ơi! À đúng là Hải thật rồi bác ạ. Cô bác ạ. Cây sao mọc ấy kệ nó chứ. Đấy không to được. Nó không to được đúng không? Cây bên này mới to được đúng không? Bây giờ thì tôi được chỉ thấy dừng ghi hình và mấy anh em sẽ cùng nhau và phát một chút cô bác để mà làm sao mà cho nó nhanh nhất. Xong thì một tí nữa cháu được sẽ cùng xử ta đi ra kia để mà đào cái hố trước. Có thể là một tí sẽ đi lấy thêm một chút phân nữa luôn. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã phát ra xong tất cả mọi cái rồi cô bác ạ. Ra góc bên kia trước xử ơi. Đây, bây giờ thì mấy anh em sẽ đi đào cái hố nó. Nhưng mà phải đào to đấy, cuốc này nhỏ quá. Chắc là bây giờ em chạy lên trên nhà này này, mượn xem cuốc to không nhá. Để anh em đào trước cho. Nhưng mà mình phải đào hố to mà. Cái chỗ này thì cái ránh thì mình không đào nữa rồi. Nhà tầm chỗ này liệu có được một cây không? Mình đào chỗ này được hai cây này. Đào kia một cây và chỗ này thêm một cây nhá. Trồng thêm một cây nhá. Em đào chỗ này đi, chính chỗ này. Đi trên một tí, trên một tí. Đấy, chỗ này, đấy.
Hôm nọ em đi xuống nhà Quân trồng chưa nhỉ? Đúng, nhưng mà không đi trồng. À, hôm đấy là em ở nhà nấu cơm đúng không? Đào cái hố phải to to ra nhá. Đấy, trồng chỗ này thì sẽ một phần là sẽ để cho nó chắc cái phần đất nó đi các bác ạ. Đấy, tại đằng sau nhà thì cũng không có một cây nào rồi. Ủa, sau thì sau tầm này thôi, nhưng mà đào cho nó to ra, sửa sau tầm này thôi. Đấy, em đào đào biết rồi đấy. Đào đào cho nó quỵnh rơi xuống dưới rồi, rơi xuống dưới tí bên nhà sau. Đào cho nó hố nó to ra, hiểu không? Cho nó vòng tròn ra ấy. Đấy. Đấy, không cần phải sâu quá đâu nhá. Đấy, khoét khoét cái miệng nó to ra là được rồi. Đấy rồi, sâu sâu như thế được ấy. Bây giờ em khoét khoét thế này. Đấy, cho nó rộng ra, nó rộng cái miệng hố ra. Ồ, chắc đấy được rồi đấy. Hôm nọ thì cháu được cùng bác Chiêm đi xuống nhà của em Quân trồng của bác, thì bác cũng hướng dẫn là đào cho hố nó to ra, nó to ra cách độ tầm là 5m. Đào đây chỗ gạch đỏ kìa. Đấy, rồi đây. Đấy, cho đây một cây nữa. Có thể là sang sang bên này một chút thì nó sẽ đều đều cân hơn. Trên kia thanh niên nào đang hát rồi nhỉ? Em đào cho nó to to ra thôi, không phải đào sâu đâu. Đào nó to ra được. Sâu thì tầm này là được rồi. Đấy, cái đất này thì cái đất mà cũng vừa mới đào của bác, cho nên là nếu mà để vào trồng cây thì chắc chắn là rất là tốt. Đây, không cho nó to ra thêm, cho miệng nó to ra. Em cào cào bên dưới đi, đừng có cào bên trên nữa. Cào bên dưới xuống cho nó to ra. Rồi, xong. Nên lại cái cách độ tầm 5m nữa. Đấy, xuống trước mặt em một cây nữa. Đấy, đúng cái cây đấy luôn. Đấy. Đấy, chỗ này là cứ làm một hàng từ bên kia sang bên này để mà ngày mai bác việc thì bác chỉ cần là trồng thôi. Cháu Lực sẽ cùng bác và cùng em Sử để mà trồng luôn thôi. Hôm nay thì mấy anh em sẽ đào được bao nhiêu thì sẽ đào, còn ngày mai thì nếu mà chưa có đào hết thì ngày mai thì khi mà bác vào ấy thì vừa trồng thì mấy anh em sẽ vừa đào luôn, cứ đào cho miệng hố nó to ra nhá, không khuôn phải sâu quá đâu. Đấy, đào đi xuống bên dưới cho miệng hố nó to ra là được rồi. Đấy, chiều sâu là như này là được rồi đấy, chị ạ. Đào cái miệng hố to ra ấy, cho nó to ra nữa. Đào bên dưới. Đào cái này này, cho nó to ra. Đấy. Bên dưới thì được rồi. Bên dưới thì độ sâu của nó thì sâu được rồi. Đây rồi, đấy thì được rồi. Ở đây anh đào xung quanh nhé, Đào cái này này, mình đào đây này. Đấy, đào đây này, cho nó to to ra ấy. Còn cái phần sâu của nó thì mình không phải sâu quá đâu. Tại vì nó là thuộc dạng mà cái dế chùm cho nên là nó cũng cây nó còn nhỏ ấy. Mấy nữa nó phát triển thì nó sẽ khác biết đâm sâu xuống đất.
Rồi, thế được rồi, mình lại ra bên kia. Chỗ này thì chắc là mình đào ở đây luôn nhỉ? Vâng. Chỗ ra bên kia một tí, gần nhau quá, đấy. Đất này thì không phải cứng mấy đâu nhờ. Vâng. Đất nhà của Quân hôm trước ấy, mà mấy anh em đi xuống đào cũng thì rất là cứng. Tại vì nó nắng lâu quá, ở đây thì mưa thì cũng vừa mới tạnh thôi. Đến hôm nay thì trời bắt đầu lại không hưởng nắng lên một chút đấy. Hay là Sử đi mượn thêm anh Quốc đi để anh đào hai người đào cho nó nhanh thôi. Chứ không mà thay nhau này thì không biết là bao giờ mới xong. Nhà trên kia có à? Nhà dưới kia thì có hết rồi à? Chỗ đất này thì có vẻ như có khá là nhiều đá nhỏ các bác ạ. Được rồi à? Hả? Đây lại đất cứng hơn rồi nhỉ? Đào đấy một cây nữa là được rồi, đúng không? Cái này thì chắc độ trồng được tầm 20 cây thôi, Sử ạ. Anh thấy là không có. Chẳng cái qua, nó trồng méo tí, không dám bị chảo. Ồ. Cái đào hố nó to ra Sử ạ, đừng có đào nhỏ quá. Sau này mình tưới nước thì nó mới tưới ra dễ dàng được.
thôi nhỉ. Thôi thêm cây nữa cây nhá. Ôi chuối này lại đứt cứng hơn rồi nhỉ. Người chắc phải lấy cái cuốc đấy ra đây để cuốc rồi. Chỉ sợ cuốc này là bị méo ấy. Bây giờ mình đi đào sâu kia đấy nhở, bên kia xem là có trồng được bao nhiêu cây nữa nhá. Ê, phần ngà đấy, đừng run đấy. Đấy, bây giờ thì hai anh em lại tiếp tục đi vào sau nhà cái để xem là trồng được thêm cây nào nữa không để mà đào vào trồng hết. Chỗ này chắc được tầm được 2 cây ấy, sửa ơi. Chỗ này này. Hả? Trồng được 2 cây thôi. Đây thì nó 3 cây thì phải tầm rộng hơn mà. Đào đấy 1 cây nhá. Đào đấy nhá. Đào đấy thêm cây nữa. Đây thêm 1 cây nữa. Cứ đào hố rộng rồi nha. Mấy nước mình kiếm tưới nước thì nó mới. Nó mới ở rồi. Đây toàn cái đá là nhiều luôn chỗ này ấy. Còn đá non quá. Xử lấy cuốc này ra đây. Đào lên chỉ cần... chỉ cần một tí thôi, cậu là mình đào cho nó to ra. Đây độ tầm sau 2 năm nữa thì ở đây lại sẽ có một vườn quả rồi. Thế lúc đấy thì mình có thể vừa mang đi bán được, vừa đem ăn được. Trong độ tầm chỗ này tầm 30 cây thì khá là nhiều, có 30 gốc á. Bây giờ thì cho em sửa đào nốt trên chỗ này thêm một một hố nữa thì sẽ đi lại di chuyển sang bên sau nhà để mà đào. Sau nhà chắc độ tầm được 4 đến 5 cây nữa. Đá đang hơi khó chứ nhỉ. Đấy, ngay được. Đấy, bây giờ thì anh em lại di chuyển sang kia. Sang bên kia độ tầm được 3-4 góc nữa.
đừng để nó gần quá thử nhá. Nhưng mà được thì lên trên cái này một tí mình chê đang gì à, tôi chắc muốn tưới được đào lên thêm một trái nữa, cho vào bên kia một cái nữa, bên kia một cái nữa, chỗ này thì có thể cho mình trồng được 3 hàng như thế này ấy. Cuốc này có vẻ như là nó không cuốc được đất mấy cuốc này. Cuốc này nó chỉ dùng để mình cào cái đất bùn thôi. Còn sâu rồi anh ơi. Sâu rồi đấy con. Chăn đường quá, chăn đường quá, nhưng mà chỗ này là sau này à, đi qua đây không? Không, nhưng mà mình trồng ở đây quá, một tí mình trồng ở kia nó không được, đi qua chỗ này không được, chỗ kia nó khó. Đây sau này mình vẫn còn đi thoải mái mà, chỗ đất của nhà mình tới đâu thì mình trồng tới đấy hết. Này đơn này có vẻ khá cứng nhỉ, đơn này sử đào tiếp đây nha, anh em bên này đào tiếp. Chỗ này có ở gần đường quá kia có không? Dạ. Nó là gần đường quá thì chỗ này trồng được một cây không? Chỗ này cũng gần quá rồi. Thế tí sửa cô ở tít trên kia một ấy nữa nhá. Tí sửa đào trên kia một hố nhá. Hãy đào đúng không? Bên trên tí nữa. Nó xa được. Đấy, đây đấy. Không sợ run à? Sợ gì? Đào nó to là được khổ lắm. Ngã này nhá, ở nhà ai đấy xử ngã này? Thằng ở nhà trên kia à? Bây giờ mấy anh em mình vừa đào đây là nó xuống đây kiếm run đấy nhở?
Và hiện tại thì mấy anh em cũng đã đào hết xong phần đằng sau nhà rồi các bác. Và dưới kia phần hông nhà với lại phần trước màn nhà thì cũng trồng được chất độ tầm 4 đến 5 góc thôi. Cứ cào cái miệng hố cho nó rộng ra nhá. Gì á? Run à? Vậy chỗ này thì chắc là thôi rồi chỗ này. Hay là chỗ này một góc nữa không? Thêm một góc nữa không? À, xem nếu mà đào được thì đào thôi. Thêm một góc nữa. Ở chỗ này thì nó cũng rất là sát là mấy cây sao mọc rồi các bạn ạ. Là sau nhà thì cho được đếm sơ sơ thì vừa nãy mấy anh em đào cũng độ tầm được mười mấy 20 gốc rồi cô bác ạ. Hai hôm nay thì đi lấy củi từ sáng giờ nhỉ, đi từ đâu lấy củi đấy? Trên kia à? Ở đây thì chắc là hôm nọ là cái cây mà bị thằng ấy đâu về ấy? Lấy củi về. Củi về à? Mấy cây mà hôm nọ mà lấy làm nhà ấy, bây giờ thì còn dư ra mấy cây nhỏ ấy, thì hai chị em mà đi vác về thì mà làm củi. Được chưa? Được đúng không? Thì anh em mình đi xuống kia, chỗ này thì chắc là không trồng được nữa đâu. Hả? À trên kia á? À đây đào một góc đi. À trên này một góc nữa nhỉ? Chỗ này thì chắc trồng được một góc để sửa cái này ấy. Đúng là cái chỗ con gà con này này. Đấy em xem ở đấy trồng được. Đào thì đào được ở đấy. Thêm một góc nữa. Đấy, bây giờ thì bắt đầu là hưởng nắng lên rồi các bác này. Rồi, sáng thì mấy anh em mà đào thì vẫn còn chưa có hưởng nắng. Bây giờ đào xong một lúc thì cảm thấy là người còn toát hết cả mồ hôi, khuôn mặt bị áo khoác mà các bác. Cái củ rong này cũng trồng được hơn một năm rồi nhỉ, củ rong này. Đào hố nó to nhá, đừng làm nó hẹp quá. To chứ không phải sâu nhé, xử nhá. Đấy xử sau này ván như ván tập như tập ván gỗ xử ơi. Làm chuồng gà như kia. Đấy, cưa ra xong rồi đóng lại. Chỗ này thì có đá khá là nhiều nhỉ. Toàn là đá nhỏ nhỏ kia thôi. Đá to nó không phải là đá to mấy. Nếu mà chỗ này sẽ đào xong sâu rồi thì có đá to ấy. Như cái nền nhà của Phú các bác, càng đào thì càng gặp là đá nhiều.
Cái cây này là cây gì ấy, sử cây này ấy? Như kiểu rau cải ấy. Thuốc. Cái thuốc á? Thuốc gì? Thuốc. À, thuốc lào á? À. Thế là, cái này là ông chồng hay là tự có không? Tự có. Ok đúng không? Bây giờ thì anh em mình đi xuống dưới hông nhà xem là còn đào được thêm góc nào không. Hông nhà thì chắc chắn là được thêm tầm độ 2 góc nữa. Thì dép à? Sứ em dùng cái cuốc kia của em ra đào chỗ này sâu một tí, chỗ này hơi ấy rồi, hơi nông rồi. Hố này hơi nông quá, phải đào thêm một tí nữa. Có lấy được đá ra không? Cục đá kìa. Tôi lấy được cục đá ra thì đẹp rồi. Nhờ. Cái chỗ này thì chắc chắn là sẽ làm mặt đường xe máy để đi xuống rồi các bác ạ. Cái chỗ này là mình làm hai hàng ở đây nhá. Sử làm một hố ở đây nhá. Hả? Bên này á? Bên này thế, bên này để trồng cái gì? Rồi thôi, chỗ là mấy hôm ấy. Chỗ này là máy nữa mình có thể là mình để làm chuồng trại nhá. Đấy, có thể làm chuồng trại thì sẽ không có trong ấy nữa. Đấy, mình đi ra trước là phần nền nhà thế nào. Đây, còn ở phần bên kia thì em Sử cũng để lại làm sau này. Nếu mà làm được cái chuồng trại thì sẽ làm ở bên kia các bác. Đấy, còn bên này thì khi nào mà bác chiêm bác ấy qua là chuyển được cái lực xé xem là có trồng được ở bên này thêm một hàng hay không. Không thì trồng ở bên này thêm một hàng cây cây mận nữa. Cây mận thì nó không có khá là to cả, nó chỉ là một cái cây mà nhỏ nhỏ thôi. Đấy, một phần này cũng để cho nó chắc cái phần thịt nó đi, chắc cái phần đất nó đi. Rồi, sang đi ra phần hông nhà này là không phải của em Sử rồi. Chỗ có nhà Sử đi đất đến đây không? Chỗ nhà Sử đất đến đây đúng không? Thẳng từ nhà xuống đúng không? Không, nhưng mà anh hỏi là có thật có đến đây không thôi. Đó. Chỗ này thì chắc chắn là sẽ không để mà đào được rồi, không để trồng được rồi. Nếu mà trồng thì trồng từ bên này sang bên kia thôi. Thế đi ra rửa chân tay thôi. Đấy, cửa thì mọi cái cũng đã hoàn thiện và lắp xong hết rồi các bác nhé. Đấy, khi mà mấy anh em thợ đi vào mà lắp cửa ấy, thì cháu được cũng đã chia sẻ lên rồi. Rồi, bây giờ thì cháu Lực với em Sử là chỉ có đào qua đã. Rồi thì ngày mai bác chiêm ra thì như nào thì bác sẽ lại chỉ dẫn hai anh em nhiều hơn. Có đây khóa rồi à? Rồi thì khóa tất cả mọi cái hết của bác nhé. Em lấy cuốc cào cào kia đi Sử kia. Nước bị động kia rồi. Nước bị động kia rồi. Đấy, rất là may là trong cái thời gian mà mấy anh em xây dựng ấy vào thực hiện ngôi nhà thì cũng có cái nguồn nước này, mình không có phải là đi đâu để mà lấy nước về nữa.
Trước đợt cháu Lực ở với lại có một bạn ở bên Yên Minh như các bác này cũng làm thực hiện chương trình thực nghiệm như vậy. Bên đồng văn bên mảng bên kia thì không có nước, không có nước thì thành ra là phải lúc mà làm nhà là phải vừa thuê người ta chở nước, chở từng can, cái can 20 lít một kia, can 20 lít thì các bác ạ, trở về. Đấy, nước bị động lại thì hết nha. Thì em rửa cái này xong rồi dùng cái này để hứng nước nhé, để lúc nào mình rửa chân tay ấy. Tối hôm qua thì bác Chim có điện cho Lực và nói rằng là một hai hôm tới thì bác sẽ qua bên nhà của bác cháu, và đồng thời là như đầu video thì cháu Lực cũng đã nói đấy, là đem giống cây để cho bác cháu trồng, xong lại đến chiều thì như là bác lại di chuyển lên nhà của em Quân, cũng là mang giống cây ra để cho em Quân bên anh chị quê điện là trồng của bác. Cái cửa này thì lau lau cái bụi nó đi nhá, lau cho nó sáng bóng một chút. Anh dùng cái đấy để lau cũng được này, dùng đúng nước là xong lau vào thôi. Đây, cửa thì làm cái cửa này là cũng rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, như một số các bác nói rằng là trên vùng cao thì mình không nên làm những cái tưởng cấm cửa kính như vậy các bác, sợ là sau này nó sẽ bị vỡ, nhưng mà cái nào cũng thế, mình giữ gìn được thì nó sẽ không có bị vỡ cả. Mình không giữ gìn được thì người ta bảo là của bền thì tại người mà các bác. Cái đồ vật mà càng bền thì càng do con người mình gìn giữ thôi. Đấy. Đấy, công việc của mấy anh em hôm nay thì cũng đã chia sẻ lên rồi các bác, và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Thì có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, bây giờ thì anh em cũng sẽ dừng cái hình và đi làm thêm những cái công việc khác thôi các bác. Tôi còn phải di chuyển đi xuống để mà thăm những cái hoàn cảnh mới và hoàn cảnh khác hơn. Đấy, bây giờ thì ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã được xong hết mọi cái rồi các bác, chỉ cần có lực mua nội thất ở bên trong và đi vào Tân Gia thì cũng sẽ đến ngày mà bàn giao ngôi nhà lại cho ba ông cháu. Thì lâu lâu cháu Lực mới lại quay lại chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu lên thôi các bác. Hãy xem là trong quá trình mà thời gian mà khi mà các bác được khi mà ba ông cháu được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì sẽ thay đổi như thế nào các bác nhé. Đấy, còn thước phim này cũng khá là dài rồi, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là phải nói lời chào tạm biệt các bác thôi các bác, và hẹn các bác cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.